Quý vị nhá, cuối tuần rồi, hôm nay tôi sẽ cắt tỉa cái cây sung này để cho Tết cho nó ra lộc mới. Tiếp đó là đục cái cây xanh kia và lọc dăm cái cây hôm trước tôi mới cắt cái cây xanh giáng làng để đón cái đợt lá non chơi Tết cả nhà nhá. Đó, thì bắt đầu cái sung trước đi, có cái bàn xoay đây rồi, bàn xoay này nhưng mà không ổn lắm nha. Cái bàn xoay đĩa này này, cái bàn thể dục này, này để làm cái này, quý các bác của chú anh chị cùng xem nhé. Cắt tỉa một cái cây sung đẹp đấy. Giờ hôm trước mang về hai cây để hai đầu này để tạm thôi, chứ thực ra là phải chơi ở trên kia hoặc là có đôn nó đẹp hơn, để bệt này nhìn nó cũng hơi kỳ, và để có một chút cái cây xanh ở trong nhà ngày cái làm cái lễ tâm linh lên nhà mới rồi nhá. Đó, thì hôm nay để cho nó xung xuôi thì mình còn để lại lá, thì hôm nay công việc nó cũng tương đối xong xuôi rồi. Thì mình sẽ cắt để chuẩn bị đón Tết nhé. Làm nhá.
Lá bé tí như lá xanh luôn. Đây đây đây. Làm gì đây? Dạ con. À. Tập
thế thôi. À, nhỏ xinh xinh, lồn lồn tự nhiên. Để xem có nghiên cứu bỏ bớt cành nào đấy không, bỏ bớt chỗ nào đấy không. Chỗ hả? Ở cái chỗ gara ấy. Ok, em nói đây quý vị ạ, nhìn nó mỏng manh hơn đúng không? Bởi vì thực sự là cái này tôi mới làm lại được khoảng gần một năm nay thôi. Như này là độ hoàn thiện nó rất là nhanh rồi. Đấy, trước là một cây thán rụng dài này này. Nó cũng theo lối tự nhiên mà cái từ cái khẩu độ mà tôi cắt giật này chạy đến đấy nó xa quá. Nhưng mình muốn làm lại thì làm lại được cái là sung nó cũng rất là nhanh. Đó, có răm rồi đấy. Giờ chỉ lọc bớt mình một số những cái mà để ở bên trong kia nó có phần hơi rối, thực sự là để muốn sau nó ra quả đấy cho nó vui thôi. Cây này thì trước đây cũng rất là nhiều quả rồi. Vòi quả các biết. Và bản chất bây giờ đang có vòi quả này, nhưng mà có lẽ đúng đợt rét thì sẽ khó đấy. Đây, còn vòi quả đấy. Đây, vòi quả này cả nhà. Còn quả đấy. Sung này mà nó ra quả, nó ra từ gốc lên tận ngọn. Bởi nó là dòng sung quả tía. Đẹp lắm quý vị. Cào ra thì cái bệ của nó dưới thì quá là đặc cấp luôn. Cái sung. Đó. Bây giờ sang cái nem xanh cả nhà nhé.